怕光的眼瞳失落，是亮的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。爱情是无语造化我，心思善执着，我不为这世间众生如何待我，冲破挣脱可以变成些善恶，自由片刻脆弱，以爱问伤如何，我的存在不会因情节而予以残破。Trường Nguyệt Tẩn Minh tập 31. Hành Dương Tông, Cửu Mân, nơi đây chính là Hành Dương Tông. Đi thôi. Cuộc so tài giữa các tiên môn mấy ngày sau sẽ được tổ chức ở đây. Ta đưa con đến để mở mang tầm mắt trước. Thế nào, sự có khí thế phải không? Quan Trạch Đại Trường, theo Phi Sư đi gặp cụ trưởng môn nào. Giới thiệu với ông, đây là đệ tử ta mới tu nhận, Thương Cửu Mân. Là ông ấy. Ông ấy cũng giống sư phụ, đều bị ta giết chết khi làm ma thần. Cửu Mân, bái kiến chủ môn cùng huyền tử. Ngồi đi. Khá lắm. Triệu Du, cuối cùng ông cũng thu nhận được một đồ đệ tử tế đa dáng rồi. Đây đúng là tiến bộ lớn nhất của ông trong 100 năm nay. Ông nói gì vậy hả? Miệng chó không mọc được ngà voi. Cửu Mân, lần này cậu đến cũng đúng lúc rồi. Con gái ta Lê Tô Tô vừa mới rời đi. Để bây giờ ta gọi con bé về cho hai đứa gặp nhau. Đa tạ cụ trưởng môn. Có điều từ khi vào Tiêu Giao Tông, cũng mừng một lòng tu hành, không để tâm đến việc khác. Nếu có duyên thì xin hẹn gặp mặt Tô Tô cô nương lần sau. Hôm nay vạn bối đến đây là có một chuyện muốn nhờ vả cụ trưởng môn. Được, cậu nói thử đi, xem ta có thể giải đáp giúp cậu phần nào không. 500 năm trước, ta từng dừng chân ở nước Thịnh, quen biết một vị bằng hữu có tướng mạo rất giống đệ tử Công Giả Tịch Vô của tiền bối. Không biết trong chuyện này có bí ẩn gì không? Tịch Vô không cha không mẹ, thậm chí còn không phải là người bình thường. Đó vốn tên Tiêu Lẫm, sư đệ của Bất Cư Chân Nhân ở Tiêu Giao Tông. Không biết sao lại gặp nạn qua đời. Năm đó Bất Cư Chân Nhân đã đến Hành Dương Tông mượn một pháp khí là chén tinh tẩy băng. Nghe đồn là nó được chiến thần thượng cổ tạo nên, tuy bị hư hại nhưng vẫn có thể lưu giữ nguyên thần. Nhà ấy đã đặt nguyên thần của Tiêu Lẫm vào trong, hạ xuống để dò dào linh lực ở thiên trì để nuôi dưỡng. Từ đó về sau, qua nhiều năm, chán trong thể băng dần tan biến. Nhờ sự nuôi dưỡng của thần lực, một đứa trẻ đã ra đời. Ta đặt tên cho đứa bé là Công Giả Tịch Vô. Ông đoán ra được số cuộc nó là ai rồi à? Thân phận của nó đặc biệt như vậy, ta giữ nó lại tiên môn, ông không muốn khuyên can ta sao? Sư thúc tổ Bất Hư sẽ không nhầm lẫn được đâu. Ta cũng thấy thằng bé cũng ân này rất tốt. Nếu gặp được cơ duyên ngộ đạo, nó không chừng sẽ rất có triển vọng. Ta tin mắt nhìn người của ông hay thật. Số lần này lại biết khen ta rồi. Ta khen đồ đệ của ông thế chứ.
Thành công rồi. Bạn Duy Chi, ta đã biết ngươi làm cách nào để hồi sinh Tiêu Lẫm rồi. Phong cảnh ở Thiên Trì của Hoàng Dương Tông rất đẹp. Cô chủ môn của Hoàng Dương Tông đã nói hết cho ta biết. Ngươi từng xin một lọ máu đầu tiên của ta. Đây là một trong những điều kiện để hồi sinh Tiêu Lẫm phải không? Dù ngươi không nói ra những thứ khác, ta cũng sẽ tự tra rõ từng thứ một. Muốn hồi sinh một người đã mất, cần có máu của kẻ thù lệ người thương, bộ phận cơ thể của người quá cố. Cuối cùng con cần khởi động trận pháp tụ hồn ở nơi giàu linh lực nhất. Lệ người thương, máu kẻ thù của Diệp Tịch Vũ đều ở trên người ta, đây không phải chuyện khó. Còn về bộ phận cơ thể, con mắt này vốn là của nàng ấy, cùng lắm thì moi ra trả cho nàng ấy là được. Còn cần trận pháp, có thể học được trận pháp tụ hồn ở đâu? Người chết chung quy là không thể sống lại. Làm phép này là trái với tiên đạo, chỉ để thỏa mãn sự cố chấp trong lòng mình mà thôi. Ngươi muốn khuyên ta ư? Đây chính là lý do ngươi luôn giúp công giả Tịch Vô tránh các tai họa phải không? Thì ngươi hổ thẹn với y, rõ ràng ngươi biết là vậy nhưng vẫn làm đấy thôi. Chẳng qua là ngươi luôn nhớ nàng ấy mà thôi, nhưng làm phép để hồi sinh nàng ấy thì thật sự không cần thiết. Không cần thiết là sao? Ta sống 500 năm là để đi tìm nàng ấy. Bạn Như Chi, cô không ngăn được ta đâu. Công giả huynh, ta thấy huynh canh cánh lo âu, con đầy vẻ u sầu. Đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Thật ra đây đáng lẽ phải là một chuyện tốt. Hôm trước tiểu sư muội Lê Tô Tô của ta đã bình an xuất quan. Vậy là phiền não của huynh liên quan đến tiểu sư muội. Sau khi tiểu sư muội xuất quan, dường như đã trải qua việc gì đó, thay đổi thành một người khác hoàn toàn. Tiểu sư muội có linh thể vô cấu, sư phụ rất che chở cho muội ấy. Từ nhỏ ta đã lớn lên cùng muội ấy, muội chưa từng biết yêu, không hiểu ái tình. Nay độ kiếp trở về, tính cách lại thay đổi rất nhiều. Ta không biết nên thân cận muội ấy bằng cách nào nữa. Công giả huynh, đừng bi quan như vậy. Trước đây cô ấy chưa biết yêu, chưa hẳn có thể thực tâm đáp lại tình cảm của huynh. Nay cô ấy đã đủ trưởng thành, dù hai người bắt đầu lại từ đầu, chẳng phải cũng là một cơ hội để giành được trái tim người thương hay sao? Chẳng giấu gì công giả huynh, thật ra ta được sinh ra từ 500 năm trước. 500 năm trước ư? Phải.
Khi ấy ta không có tình cảm, thậm chí không cảm nhận được hỉ nộ ái lạc của người thường. Cho đến khi có một người xuất hiện, người ấy đã dạy ta biết tình yêu, vui vẻ và đau thương là gì. Sau đó thì sao? Sau đó ta cuối cùng cũng cảm nhận được tấm lòng của nàng ấy, nhưng lại không giữ được nàng ấy, phải đi tìm nàng ấy suốt 500 năm. Người này có thể khiến Đệ Nhung nhớ đến nay, mấy trăm năm chưa từng nguôi ngoai, chắc hẳn là người Đệ yêu tha thiết. Cũng mời sư Đệ kể có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ta nghĩ đó hẳn là một câu chuyện xưa đau thương, khiến Đệ đau khổ vô cùng. Tình yêu khiến con người ta lo lắng sợ hãi, ta vẫn nên từ từ thì hơn. Dù sao cũng đợi 10 năm rồi, thật ra chẳng giấu gì Đệ. Ta thấy vô cùng thân thiết với Đệ. Trước mặt Đệ ta không cần kiêng dè, muốn nói gì cũng có thể thẳng thắn nói ra. Tôi quen biết chưa lâu, nhưng vừa gặp đã thân. Trong lòng ta luôn cảm thấy chúng ta như bạn lâu năm, thân mật gắn bó. Với ta mà nói, công giả sư huynh đã là bạn lâu năm của ta rồi. Ta từng mang ơn một vị bạn hữu, huynh ấy cũng giống như huynh. Từ nhỏ ta đã luôn rất ngưỡng mộ huynh ấy. Ta học theo huynh ấy, muốn sống như huynh ấy. Bây giờ ta gia nhập tiên môn, học tiên pháp, kết giao được với người bạn như huynh, có lẽ ta đã thực sự có cơ hội được sống như huynh ấy. Ta rất trân trọng điều này. Ta lại thấy làm bạn với Cũng Mừng sư đệ cũng là may mắn của ta. Đệ có ý chí kiên cường, thông minh quả cảm. Ta trân trọng khoảng thời gian được cùng Đệ học tập ở Tiêu Giao Tông. Tuy không biết rốt cuộc trong quá khứ Đệ đã trải qua những chuyện gì, nhưng không sao, dù quá khứ ra sao, Đệ cũng là bạn hữu của công giả Tịch Vô này. Bạn hữu ư? Đúng rồi, Cũng Mừng sư đệ. Hình như Đệ chưa nói cho ta biết, suốt cuộc hôm nay Đệ đến tìm ta là vì việc gì? Nghe nói tông phái huynh có một pháp thuật tên là trận pháp tụ hồn, công giả huynh có biết không? Tàn kinh cát. Ma loại biên tường. Kể ra thì ta vẫn không biết gì về chuyện ma thần. Kiếm trảm thiên là tay của ma thần. Ấn tẩy tủy là tiên của ma thần. Nỏ đồ thần là cái nỏ đó. Thì ra đấy là nỏ đồ thần, một trong ba vũ khí ma tộc. Chúng và ma thai cảm ứng lẫn nhau, cung cấp sức mạnh của ma thần cho ma thai, chỉ hướng cho kẻ tìm kiếm ma thai. Ma thai sức mạnh của ma thần. Thuật tụ hồn. Chẳng trách bạn Nghi Chi không chịu nói ra. Hóa ra đây là cấm thuật của ma tộc, vẫn bị ta tìm thấy rồi. Bây giờ tiến độ tu luyện đạo vô tình không theo kịp tốc độ tiêu hao của pháp lực. Hơn nữa muốn tu thành đạo vô tình cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.
xem ra phong ấn tà cốt trong cơ thể không phải là kế lâu dài. Có lẽ có thể tìm được cách khác, trong ma loại biên từ. Lần này thuật tụ hồn ta đã học thuộc cách luyện thành trận pháp rồi. Không đúng, còn một cách thay thế không cần đến quỳ thần, ta vẫn chưa học thuộc. Ta đã tìm được nơi ở của tiên tử mà ngươi bảo ta tìm rồi, ở ven hồ tiên trì của Hành Dương Tông. Ma thai, căn nguyên của ma thần, được gọi là ma thai. Tà cốt như nấu, tích trữ tội nghiệp có thể hóa thành tân ma. Nó tương sinh tương ứng với vũ khí ma tộc, liền có được sức mạnh của ma thần. Thời điểm nó ra đời đều không xác định được thiên địa nhân, khó tìm dấu vết, khó cắt đứt ngọn nguồn, khó dựng được cốt ấy. Theo như ghi chép trong sách thì Đạt Đại Tự chính là ma thai đó rồi. Nhưng trong sách chỉ ghi chép ma thai là gì, là không nói làm thế nào để hủy tà cốt. Tuy linh thể vô cấu của ta có thể tạm thời áp chế tà cốt, không bị nó mê hoặc, nhưng pháp lực của ta ngày một yếu đi, cũng không biết còn phong ấn nó được bao lâu. Xem ra bây giờ chỉ đành mượn linh lực của núi Tường Trạch, thêm vào sức mạnh của trùng phủ để trợ giúp, không thể để tà cốt mất khống chế được. Vì tiên tử ấy đã về lại phòng này. Mạo muội quấy đây, xin lỗi. Ma loại biên từ. Ma loại biên từ. Trận pháp tụ hồn. Trận pháp này cần lấy nguyên thần của người mất làm vật dẫn. Nếu không có nguyên thần, có thể dùng một giọt máu tươi của linh thể vô cấu để chiêu hồn tụ phách. Chiêu hồn tụ phách. Máu tươi của linh thể vô cấu. Để sư phụ có linh thể vô cấu, sư phụ rất che chở cho mùi ấy. Nếu
Nếu lấy được máu của Dục Linh tiên tử thì có thể tìm được nguyên thần của Diệp Tịch Vũ. Biết đâu nàng ấy có thể được như con giả Tịch Vũ. Thiên trì này chỉ là vừa nhìn thấy trăng tròn, ta lại thấy nhớ nhà. Ở gần đó cũng có một cái hồ. Đến mùa hè, nước hồ vừa trong vừa mát, ta sẽ nằm bên hồ ngắm sao. Trong bụi cỏ còn có đom đóm bay qua bay lại. Cái hồ cô nói tên là gì? Ở đâu? Ở một nơi rất xa. Sau này có cơ hội ta sẽ đưa Quynh đến đó. Nay ta đã đến đây rồi, tiếc là nàng không còn nữa. Tiếng đàn không này mang đẹp có chuyện gì vậy? Là tà cốt ư? Vẫn nên vào trong linh tĩnh ngồi thiền điều tức một lát thì hơn. Phải rồi, sao có thể làm nàng ấy được? Ấn tẩy tủy là tim của ma thần, chắc chắn có thể dẫn dắt chúng ta tìm được ma thai của tôn thượng. Không ngờ lại có ngày chúng ta phải đến cầu xin lão già này. Một vạn năm rồi, phong ấn của tôn thượng vẫn chắc như vậy. Mỗi lần đứng đây nghe thấy tiếng kêu trên của đế miệng, ta lại thấy tâm trạng sung sướng vô cùng. Cứ yên tâm đi, chỉ có tẩy tủy mới mở được phong ấn của tôn thượng, đế miệng không thoát được đâu. Một vạn năm rồi, các người chưa bao giờ bước chân vào đây. Hôm nay các người đến đây có chuyện gì? Ta không nói lời khách sáo nữa. Đế miện, ngươi và Sơ Hoàng là phu thê nhiều năm, có biết làm cách nào để giải được phong ấn do thần tộc gia cố hay không? Muốn cầu cạnh ta thì có phải nên nói rõ đầu đuôi mọi chuyện trước không? 500 năm nay tuy bọn ta chưa tìm được ma thai, nhưng lại tình cờ phát hiện ra ấn tẩy tủy bị phong ấn ở thần vực Thượng Thanh. Nhưng ấn tẩy tủy ác sẽ có phong ấn của thần tộc bảo vệ, bọn ta không thể dễ dàng lấy về được. Thế nên giờ các ngươi đã tìm được cách vào, lại muốn lấy được cách phá giải phong ấn từ chỗ ta để đi lấy ấn tẩy tủy về. Cầm lấy đi, chỉ cần các ngươi gieo niệm quyết này vào phong ấn, kết hợp với yêu lực của các ngươi, hẳn sẽ có thể giải được phong ấn. Không ngờ quỷ chủ cũng hào phóng thật. Đợi bọn ta mang ấn tẩy tủy về sẽ quay lại cảm ơn ngươi. Cuối cùng
cùng cũng có người thay ta đi tìm ấn tẩy tủy rồi. Chỉ cần gieo được niềm quyết vào phong ấn là ta sẽ không phải ở lại nơi quái quỷ này nữa. Sa lá thiên binh tấn công, bỏ qua. Quỳnh không lấy thì ta lấy. Sa lá nữ bạc từ anh. Mọi người đang chơi gì đấy? Trò này tên là ma thần sát, thú vị lắm. Nghe đồn là do bất ngờ sinh nhân phát minh ra, thịnh hành khắp tứ châu, làm tiêu giao tông chúng ta nở mày nở mặt lắm. Dù sao vậy, sao bài lá của đệ là ta cốt, chơi thử đi, đệ nhất định sẽ thích. Nhưng kết hợp với lá bài khác sẽ gây ra tỷ lệ phản vệ nhất định. Nếu kết hợp với lá ma thai thì đáng gờm lắm, có thể triệu hồi ma thần trung cực. Nếu lúc này trên bàn không ai có lá bài thần linh thì ma thần sẽ thắng. Ma thần trung cực. Phải. Ma thai kết hợp tà cốt là ma thần trung cực sẽ được hồi sinh. Lúc đó các vũ khí ma tộc như nỏ đồ thần sẽ lập tức về tay ma thần trung cực. Nếu lúc này vẫn không có thần linh xuất hiện thì ma thần có thể khởi động tuyệt chiêu cuối cùng, đạo đồng biên. Nhưng trong sách sử Tứ Châu nói ma thần đã bị tiêu diệt từ vạn năm trước rồi. Ma thần sinh ra từ tuổi nghiệt, chỉ cần con người trên thế gian còn đau khổ thì ma thần sẽ xuất hiện từ đời này sang đời khác. Ma thai hiện thế, vũ khí ma tộc nhận chủ, ma thần sẽ hồi sinh. Tam giới sẽ gặp phải tai họa khôn cùng. Phải đấy, nghe nói dạo trước phân trường các tuẫn đạo là do hai chương nghiệp của ma thần là Từ Anh kinh diệt gây ra. Nghe nói là tộc Nguyên Nguyên gì đó làm khế ước với ma thần sinh ra ma thai nhưng lại làm thất lạc, nên chúng mới đi gây họa khắp nơi, muốn thông qua sự chỉ dẫn của vũ khí ma tộc tìm ra ma thai. Thế vũ khí ma tộc và phân trường các thì liên quan gì chứ? Cái này thì ta không biết đâu. Nhưng chắc chắn một điều, ma thai là nguồn cơn của mọi tai họa. Vậy là chúng ta tìm kiếm suốt 500 năm tới giờ vẫn chưa có kết quả gì. Nếu ma thai không xuất hiện thì ma thần sẽ không hồi sinh, đúng không? Không đơn giản như vậy. Có thể ý chí của ma thai không chịu sự điều khiển của ma thần, nhưng tà cốt và vũ khí ma tộc lại mang ý chí của ma thần. Số mệnh đã định, sao dễ thay đổi được? Nếu như ma thai xuất hiện thì sẽ thế nào? Nếu ma thai xuất hiện vào lúc này thì ma tộc ác sẽ đồng loạt trỗi dậy, đánh thức ma thai bằng mọi cách nhằm hồi sinh ma thần. Bây giờ trên đời đã không còn thần linh. Nếu ma thần được chúng hồi sinh thì dù tiên môn ta có dốc hết toàn lực, sợ là cũng chẳng thể ngăn chặn ma thần hồi sinh, có bề xoay chuyển ngày tận thế của tam giới. Đáng sợ quá. Vậy chúng ta cũng mau đi tìm ma thai, hiện trường đó chúng ta ma tộc tìm thấy đi. Đúng đấy, phải đấy. Tất cả đang làm gì đấy? Sư phụ, cứu rồi sư phụ. Lại làm biến rồi. Nhanh lên dọn dẹp đi. Mất, mất, mất. Sư phụ, ngoan đấy. Các con vì cuộc so tài giữa các tiên môn mà tu luyện vất vả, nhưng vẫn không quên báo hiếu sư phụ. Tốt lắm, tốt lắm. Sam trưởng môn, sắp Vân Du trở về. Phiền thiếu trưởng môn nhanh chóng ra đại điện lên đón. Cung Ngân trưởng môn trở về. Cung Ngân phụ thân trở về. Bạch Nhi, chiếc quạt Bát Vương Ngự Phong này được luyện nên từ linh thạch các tứ châu, rất hợp với con. Cầm lấy đi, đa tạ phụ thân. Sắp đến ngày so tài giữa các tiên môn rồi, mong con rèn luyện chăm chỉ, chảm yêu trừ ma, không làm mất thanh danh của Xích Tiêu Tông ta. Vâng, con nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của người. Trưởng môn, trưởng môn Hành Dương Tông gửi thư đến. Gần đây Sầm trưởng môn đã điều tra rõ âm mưu của Tự Anh kinh diệt. Chúng đột nhập thần phượng tượng thanh chắc chắn là có mưu đồ. Trước đây Sầm trưởng môn luôn là người tiên phong trừ ma bị đạo. Nhân cơ hội này, các phái chúng ta đoàn kết tiêu diệt dứt điểm nhị ma. Thời gian gấp rút, mong Sầm trưởng môn qua bàn bạc cấp. Chuyện Vân Trường Các tuẫn đạo là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các phái tiên môn ta. Chúng ta cần nên đoàn kết đồng lòng
không thể để ngoại giới có cơ hội lợi dụng. Hiện giờ nguy hiểm nhất là chủ quan. Theo nguồn tin trước mắt, nhị ba nôn nóng muốn độc nhập thân phận Tường Thanh như vậy, ác phải có mưu đồ gì? Ta cho rằng thông tin này đáng tin cậy. Tháng trước, lúc phái ta thay phiên canh gác lối vào của thần vượng Tường Thanh đã bị tập kích, có một vị trưởng lão còn bị thương nặng. Mấy là tiên môn xưa nay luôn có kết giới, mới không gây ra tai họa lớn. Còn có chuyện đó sao? Lúc đó ta còn tưởng là Bồng Lai đảo đắc tội với người nào, không ngờ là liên quan đến nhị ba ở Hoang Uyên. Sắp sửa đến ngày so tài giữa các tiên môn. Cuộc so tài lần này chúng ta nhất định phải chọn tài nhân tài mới, chống lại ma thần. Chỉ bằng tận dụng luôn cuộc so tài lần này để làm một màn gầy ông đập lưng ông. Ý của Triệu Du chân hơn là nhị ma đã muốn đến thần vực Thượng Thanh, thì chúng ta hãy tổ chức cuộc so tài ở thần vực. Nhị ma đã dòm ngó nhằm nhè, thì thần vực Thượng Thanh càng nên cử đấu nhân tài mới phải. Sao lại tổ chức so tài tiên môn trong đó? Như vậy chẳng phải dẫn sói vào nhà, giúp nhiều ma đạt được tâm nguyện hay sao? Các vị, chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ trước, thì đây không gọi là dẫn sói vào nhà, mà là dụ rắn ra khỏi hang. Tiểu tử này làm khá lắm, cũng có chút bản lĩnh thật. Lũ đạo sĩ kia muốn cài bẫy chúng ta đâu có dễ thế. Đã dùng sẵn cả sân khấu cho chúng ta rồi, nếu không đi thì chẳng phải là phụ ý tốt của bọn chúng sao? Mục đích của chúng ta là ấn tẩy tủy, không cần phải đối chọi trực diện với tiên môn. Ta nghe nói Bắc Hải có một tiên môn nhỏ tên là Tử Túc Châu, có lẽ chúng ta có thể cải trang thử xem sao. Sư đệ, đây là truyền thống lâu năm rồi. Lần nào theo sư phụ đến làm Dương Tông cũng phải ăn cả nướng núi Trường Trạch này. Ngọn núi này linh lực tràn trề, ăn vào bổ lắm đấy. Men theo hướng này bay thẳng lên là có thể đến thần vực Thượng Thanh, nơi thần linh sinh sống năm xưa. Thần vực Thượng Thanh. Từ hôm nay, cung Ngọc Huynh đóng cửa. Thần vực Thượng Thanh từ nay không còn thần linh nữa. Các vị, đường ai nấy đi. Sau khi chiến thần binh dạ qua đời, thần vực Thượng Thanh đã đóng cửa. Tiểu sư đệ, đệ cũng biết chuyện này sao? Tiên môn chúng ta được sáng lập dựa theo di nguyện của các vị thần. Sứ mệnh trước giờ luôn là trừ ma vệ đạo, nhưng đây là một công việc vất vả. Sư đệ, đệ đừng lải nhải nữa, đợi đến ngày so tài là có thể lên đó mở mang tầm mắt. Cuộc so tài giữa các tiên môn lần này được tổ chức ở thần vực Thượng Thanh sao? Đúng rồi, đi từ thất tinh tiên môn đến lên thần vực. Thất tinh tiên môn này là hội đại chiến ma thần. Ma thần đụng gãy thiên trụ, thiên trụ đụng xuống rạch một lỗ thủng trên bầu trời, bình thường không nhìn thấy đâu. Chỉ khi chủ môn các phái cùng nhau thi triển bí pháp mới mở ra được. Các lần so tài trước đây đều là các tiên môn lớn luân phiên chủ trì, lần này đến được Xích Tiêu Tông. Sầm chủ môn keo kiệt kia lại bắt chúng ta đến thần vực Thượng Thanh để quét dọn. Quét dọn gì cơ? Vạn năm qua thế gian không còn thần linh, thần vực Thượng Thanh bị bỏ hoang, đống hoang tàn dần sinh ra một số yêu ma tinh quái ẩn náu bên trong. Cuộc so tài giữa tiên môn lần này là mượn danh nghĩa tỷ thí để hợp sức các phái dọn sạch thần vực này. Phải rồi, nghe kể lần này Dục Linh tiên tử cũng sẽ đi. Hiện giờ tiếng tăm quái đã vang khắp tiên môn rồi. Ta đoán lần so tài này những người muốn gặp quái e là phải chen vỡ đầu. Lê Tu Tu cũng đi, vừa hay có thể mượn cơ hội xin cô ta một giọt máu. Tiểu sư thúc, giờ con có đi đến đâu cũng đều nghe thấy họ đang nói về người. Còn có người khoác lác gì mà so tài giữa tiên môn không quan trọng, chỉ mong bế được mỹ nhân về. Cứ mặc kệ họ. Không được, lũ háo sắc này, ngày mai đừng để con gặp được. Nếu không, con phải đánh cho chúng mặt mày tím tái. Con sát khí bừng bừng như vậy, ngày mai đám đệ tử trẻ kia nhìn thấy chắc chắn đều sẽ tránh con thật xa. Con đánh kiểu gì được? Tiểu sư thúc,
Con có cách rồi. Đừng nhúc nhích. Con làm gì thế? Xong rồi. Nhà đầu tranh ma này, tiểu sư thúc, ngày mai người có thể yên tâm ra ngoài rồi. Còn việc khác cứ giao cho con là được. Con lại có ý tưởng tranh ma gì đây? Con có một tấm giao tiêu mang pháp chú đeo lên mặt, là khuôn mặt sẽ trở nên mờ ảo. Lúc đó con sẽ giả làm sư thúc, xử lý mấy tên háo sắc kia, cho chúng khắc ghi bài học. Ta thấy con là có tình muốn trêu chọc họ, tự tìm niềm vui thì có. Được rồi, phải biết chừng mực, đừng đùa quá trớn. Dân, con không làm thế đâu. Tiểu sư thúc cứ yên tâm. Các tiên môn lớn đều tới rồi, chúng ta cũng qua đó thôi. Thiên Cơ Môn, Huỳnh Quý Tắc. Hồng Loan Chương, Dược Hương Cốc, Sơn Hải Minh. Bồng Lai Đảo, Tri Giao Tông, Xích Tri Tông, Giữ Hy Địa Hoàng. Các phái tiên môn đều tới rồi. Hai vị này là? Hai vị tiên hữu, bọn ta là tán tu của Sơn Hải Minh. Không biết hai vị đến từ môn phái nào? Bọn ta là đệ tử của Bắc Thần Chân Nhân Tự Túc Dâu. Tự Túc Dâu là một tiên môn nhỏ của Bắc Hải. Hân hạnh. Đi thôi, đi. Đông người đến quá nhỉ. Mau nhìn kìa, người của Hành Dương Tông tới rồi. Xem ra cuộc so tài cũng sắp bắt đầu rồi đấy. Dục Linh Tiên Tử kìa, đẹp quá, đẹp thật đấy. Đây chính là Dục Linh Tiên Tử à? Cũng đâu có xinh đẹp như lời đồn. Bạn che mặt của cô ấy có pháp thuật, để tìm nhìn được gì? Ta đoán cô ta chính là Lê Tô Tô. Phải là chân mệnh tiên tử mới có thể chiêm ngưỡng dung nhan. Chỉ cần có thể xin cô ta một giọt máu thì dịch kịch vụ sẽ có thể. Dục Linh Tiên Tử, nhìn kìa, kia là Sầm Mình. Cậy cha mình là chủ bộ của Xích Tư Tông thuộc Tam Tông, mà vừa ngạo mạn, tham của lại háo sắc. Các vị tiên hữu, chào mừng mọi người đến tham gia cuộc so tài giữa các tiên môn lần này. Cuộc so tài lần này thể lệ cũng như các năm trước, tiêu chuẩn đánh giá rất đơn giản, đó là số lượng và tốc độ bắt yêu. Mỗi người tham gia sẽ nhận được một túi nhốt yêu trống không. Trong thời gian so tài, bất kể lúc nào, chỉ cần cảm thấy bắt đủ rồi là có thể rời khỏi địa điểm thi đấu. Dùng thời gian bắt yêu và tận dụng túi nhốt yêu làm tiêu chuẩn, cuối cùng chọn ra người đứng đầu của cuộc so tài giữa tiên môn lần này. Mọi người có thể lập nhóm đồng hành, nhưng không được vượt quá 3 người. Gần tới giờ rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát thôi.
Thần Phật Thượng Thanh thật sự đã thay đổi không ít. Chuyện cấp bách bây giờ là phải tìm ra linh thể vô cấu đã. Các vị sư huynh, lần này đến Thần Phật Thượng Thanh là cơ hội hiếm có. Ta không có ý định giành chiến thắng, chỉ muốn đi dạo xung quanh để mở mang tầm mắt. Cũng mừng không đi cùng mọi người nữa. Ta đi trước đây. Sư đệ, Dục Linh Tiên Tử, Dục Linh Tiên Tử, Tu Tu cô nương, ta là Lưu Giang Hải, đệ nhất kiếm tu của Sơn Hải Minh. Cô có từng nghe tên bảo kiếm của ta chưa? Nó tên là Giang Hải Đảo Lưu. Nghe nói cô vừa xuất quan, ta cố ý mang bóng vật trấn pháp của ta đến để cô đánh giá. Mong cô nể mặt xem thử. Dục Linh Tiên Tử, ta lập nhóm với cô được không? Trời ơi, cái làm gì vậy? Dục Linh Tiên Tử, Tu Tu cô nương. Tiểu Nguyệt Nga nói với ta rồi, chiều tráo đổi của hai người e là sẽ đắc tội đám đệ tử kia mất. Không sao, ta rất thích yên tĩnh. Con bé thích chiều chọc người ta, chẳng phải một công đôi việc hay sao? Nếu sư huynh không quen thì bây giờ ta có thể biến trở lại. Đúng rồi, Tô Tô, ta không thể đồng hành với muội trong cuộc so tài năm nay. Muội vừa xuất quan đừng gắng sức quá. Yên tâm, ta chỉ đi dạo cho khuây khỏa thôi. Các vị tiên hữu, kết giới ở các khu vực sắp mở ra, mong các vị có thể tỉ thí công bằng, cùng góp một phần sức lực giúp Thần Phật Thượng Thanh loại bỏ yêu khí. Bây giờ cuộc so tài chính thức bắt đầu. Chúng ta tốn bao công sức như vậy, mong nhị ma sẽ trúng kế sa lưới. Hay lắm, khá khen cho chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Không biết rốt cuộc cô chủ môn có diệu kế gì. Từ khi bắt đầu tổ chức so tài đến nay, các tiên môn đều biết trong cuộc so tài chỉ cần đọc khẩu quyết sẽ có thể dịch chuyển về Hành Dương Tông. Chỉ cần nhị ma xuất hiện trước mặt các đệ tử, chúng ta sẽ có thể xác định vị trí của nhị ma thông qua vị trí của đệ tử dịch chuyển về. Đến khi ấy thả kết giới xuống rồi chúng ta đi tiêu diệt bọn chúng. Tự Anh, nơi này yêu khí dày đặc, xem ra đúng là ấn tẩy tủy nằm ở đây rồi. Chấp Bạch Vũ, ngươi ra bên kia tìm, có manh mối thì lập tức báo cho bọn ta. Chết. Sao? Đi theo chúng ta 500 năm rồi mà cô vẫn không tin hắn à? Ngươi nghĩ gì chứ? Lòng người khó đoán. Đi thôi. Mạnh lên, tham kiến thiếu trưởng môn. Chỉ cần ngươi cố sức, Xích Tiêu Tông sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Đa tạ thiếu trưởng môn. Thiếu trưởng môn, tìm thấy tung tích của Dục Linh Tiên Tử rồi. Thần Phật Thượng Thanh rộng lớn như vậy, dù ta từng vào Bát Nhã Phù Sinh của Minh Dạ, muốn tìm được Lê Tô Tô ở nơi rộng lớn thế này cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Chỉ là đệ tử của Xích Tiêu Tông. Là ngươi?
Sam thiếu trưởng môn, ta không thủ công oán với người. Người có tội với ta làm gì? Nhìn gì mà nhìn? Đứa Tô Tô tiên tử để mặt thì hãy để tại hạ xem dung mạo thật của tiên tử. Ta không những giơ hai tay trao trả đứa ngốc yêu này, mà còn sẵn lòng cùng tiên tử dạo chơi thỏa thích gặp với tên thần vị thượng thanh này nữa. Đương đương là sành chủ môn của Sức Tư Tông, sao lại sinh ra kẻ mặt dày phố lâm sĩ đạo mơ nhỉ? Rồi phố lâm sĩ lên. Tiên tử đã không chịu tự tháo khăn che mặt, thì để ta giúp cô vậy. Quả nhiên là một mỹ nhân. Tôi tiên tử, ta mến một cô lâu lắm rồi. Hôm nay cô hãy đón nhận tình cảm này đi, cô đừng đụng vào ta. Ngươi còn đụng vào ta là ta gọi người đến đấy. Chuyện tình cảm nam nữ giữa chúng ta, cô gọi ai đến hả? Tình cảm chết tiệt này, ai có tình cảm nam nữ với ngươi hả? Ngươi nằm mơ đi. Ai? Ai dám đánh lén ta? Ra đi. Ngươi là ai? Thương Cũng Mừng của Tiêu Giao Tông. Đây là chuyện của Xích Tiêu Tông và Hành Dương Tông. Đệ tử Tiêu Giao Tông như ngươi lo chuyện bao đồng làm gì? Có phải là chuyện bao đồng hay không thì cũng đã lo rồi. Nếu ngươi không phục thì hãy dùng kiếm để nói chuyện. Thương Cũng Mừng, ta là con trai trưởng môn. Chẳng lẽ ngươi dám giết ta ư? Không dám. Thế còn có bảo kiếm của ngươi cút đi. Nhưng mà thần vực rộng lớn này, yêu linh hiểm ác, nếu có đệ tử bất cẩn chết thảm trong này cũng là chuyện bình thường. Thượng sư đệ, cái gì từ từ nói, sao phải làm tổn thương hòa khí chứ? Được, đưa tin lỗi trước đi. Xin lỗi, vừa nãy ta không nên dùng ám khí đánh lén ngươi. Ý ta là bản được xin lỗi Tô Tô cô nương. Tô Tô tiên tử, ta là có kẻ mà muốn ăn thịt tiên la. Cô khoan dung độ lượng, xin thương sư đệ giờ cao đánh khẽ đi. Thôi, hắn là con trai sầm chưởng môn, không làm được gì hắn đâu. Xin cô đấy, tha cho ta một con đường sống đi. Tôi nhất yêu cũng trả cho cô luôn. Tô Tô tiên tử, cậu không bao cút đi. Tô Tô cô nương, cầm lấy đi. Đa tạ. Quân tên là Thương Cũng Mân à? Cảm ơn quân băng nãy đã cứu ta. Không phải quân vừa dùng kiếm ý tuyệt học của Tiêu Giao Tông không? Ta mới thấy lần đầu đấy. Không biết sư phụ của quân là ai? Tô Tô cô nương không cần như vậy. Chẳng qua là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Tại hạ là đệ tử của Triệu Du chân nhân. Ta từng nghe sư phụ nhắc đến rồi. Người kể là chuyên môn Triệu Du mới nhận một tiểu đồ đệ, sau có thiên phú tu hành. Hóa ra chính là huynh. Mà khiến ngày càng dày đặc. Thứ chúng ta muốn tìm có lẽ nằm ở hướng kia. Không thể để lộ thân phận. Thần vực thường thanh rộng lớn thế này mà chỉ có thể đi bộ. Bực bội thật đấy. Thần vực thường thanh bất lợi cho chúng ta, phải cố gắng tránh xa xung đột.
Đây là trang phục của Tử Túc Châu. Con giả tịch vô của Hành Dương Tông xin chào hai vị. Ta là Hy Thanh của Bồng Lai Đảo, đệ tử của đảo chủ Lưu Chuỷ, hân hạnh được gặp. Ta là Ôn Dương Ngọc của huynh quý các, ngưỡng mộ đã lâu. Tịch vô, cuộc so tài giữa tiên môn lần này khác với những năm trước. Vì sư có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho con. Sau khi cuộc so tài bắt đầu, con phải phối hợp cùng với đại đệ tử của Bồng Lai Đảo và huynh quý các tìm kiếm tung tích nhị ma trong thần vực Thường Thanh. Một khi phát hiện tung tích của nhị ma trong thần vực Thường Thanh, nhất định phải kịp thời thông báo. Thần vực Thường Thanh là nơi khí lạnh dồi dào nhất thế gian, có hạ chiêu mà nhưng lại vô cùng khó cho việc thi triển công pháp tiên môn. Chỉ cần từ anh và Kinh Diệt dám bước chân vào bẫy, chúng ta có thể nhận cơ hội này tiêu diệt cả bẻ. Cuộc thi bắt đầu được một lúc rồi, hai bọn ta đã dò xét xung quanh một lượt, không thấy gì bất thường. Phải chăng vốn không có yêu ma trà trộn vào? Nếu bọn chúng thay đổi diện mạo, đóng giả thành đệ tử tiên môn, thì e là sẽ khó phát hiện. Đúng rồi, Thương Cửu Mân. Thời gian này, huynh ở Hành Dương Tông đã từng gặp ta chưa? Chưa từng gặp, chỉ nghe nói mà thôi. Ý tưởng thay bằng đổi đạo này của mình đúng là một nước đi dở tệ. Nếu mình nói thật, liệu Thương Cửu Mân có tức giận hay không? Thương Cửu Mân, ta... Đó là nơi nào? Đó là cung Ngọc Khuynh. Vạn năm trước, đó từng là nơi cung tế lễ bái, cưới cả ma chay của các thần linh quanh đi quẩn lại, lại về đến nơi này. Gặp đại tử, quên chàng thật sự khó quá. Tại sao dù ta đi đến đâu cũng không tránh được bóng hình chàng? Minh Dạ, ta muốn hỏi chàng, chàng đã bao giờ dù chỉ một chút, dù chỉ là một khoảnh khắc, từng thích ta chưa? Minh Dạ, ngài từng bị chống lại ma thần, bảo vệ chúng sinh thiên hạ mà buông bỏ tan tủ, sao ngài làm được như vậy? Sao ngài làm được như vậy? Tại sao ta cứ mãi giao dự thiếu quyết đoán như này, không thể thoát ra? Minh Dạ, ngươi phải tăng tụ âm dương cách biệt, ta phải diệt địch vụ cũng vậy. Lê cô nương, tại hạ có một việc muốn xin cô giúp đỡ. Hóa ra huynh muốn lấy một giọt máu linh thể vô cấu của ta để tìm nguyên thần của thái tử huynh về à? Ta còn tưởng không biết Lê cô nương có nguyện ý giúp ta không. Ta không cần nhiều, chỉ một giọt là đủ. Dù cô muốn ta dùng thứ gì để trao đổi, ta cũng đồng ý. Thương Cửu Mân, ta cũng không phải là người hẹp hòi. Ta cũng rất muốn giúp huynh tìm thê tử của mình về, nhưng thật sự không có cách nào cho huynh máu của linh thể vô cấu. Tại sao? Thực ra là ta đã lừa huynh. Ta không phải là Lê Tô Tô, ta là sư điệt của người. Ta tên là Nhạc Nhai. Vậy thê Tô Tô thật sự đâu? Hay là huynh cũng nếm thử một quả đi.
Cây táo đỏ không còn sức sống này. Vạn năm sau còn có thể một ca chồi mới. Ngay cả người cũng có cơ hội làm lại từ đầu. Chắc chắn ta nhiều hơn quân. Đại sư huynh, không chờ cũng mừng sao? Yên tâm đi, để còn lợi hại hơn đệ. Chúng ta về trước đi. Trường Nguyệt Tận Minh.